chị có học chưa rồi Ngọc Anh ơi? Tôi nghe chưa? Đó. Chị còn nữa thêm một đôi bông nữ hoàng năm trước nha. Nữ trước thì tôi mới về bông nữ hoàng năm trước. Theo đi ta lắm hết. Có tờ giấy nhỏ tại chị Hạnh có tại nhà đúng không? Nghe chưa? Đây là bông trước này là một số 8 nha. Bông nữ hoàng này đây. Kiếm ơi, chồng mặt luôn không lấy được nữa. Chị lấy được nữa chị ba. Ở Bình Chánh qua sắm nữ trang nè. Đây chị lựa hai cái dây, hai đôi bông với một cái nhẫn. Chị lựa cho chị một dây LV tắm nè, toàn tem bi ba màu. Đây, cái cưng của quý khách bi ba màu nè, nhìn trẻ trung nè, mẫu này mẫu thương hiệu luôn. Cái dây này là 3 chỉ 8 nha. Chị còn lựa thêm hai đôi bông nè, một đôi bông YSL tắm, một đôi bông toàn ten. Đây, đây là bộ nữ trang của chị nha. Nhẹ nhàng mà nhìn thanh mảnh ha. Đó. Chị còn lựa thêm cho anh chồng nè, một dây Hồng Kông cúc đồng tiền. Đây, dây này là 9 chỉ 6 nha. Thêm một cái nhẫn giả xoàn xi hai màu. Một chủ này là xoàn nhân tạo nha quý khách. Đeo sáng bền lắm. Đó, bộ này là của anh. Tổng bộ nữ trang này của chị là một lượng 77 phân nha. Em đeo cho chị Hồng nha. Xinh gái vậy mà giấu không cho em quay, cho em xin quay mẫu nha. Đó, thấy cưng không? Cái bông toàn ten đeo chị luôn nha. Vâng, em mời chị qua bên này chị yêu. Đây, nhận lên. Một bộ nhẹ nhàng thấy cưng chưa? Tổng bộ này của chị là 65 triệu ha. Mấy này em để hộp cho chị nha. Của anh để vô đây ha chị. Em gửi chị Hồng hóa đơn. Em cảm ơn chị đã đi đằng sau qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn. Tư nè, có ba chị gái, chị Hồng với chị Châu, chị tên gì chị Trang. Rồi ba chị qua sắm nữ trang nè. Đây chị Hồng lựa một lắc Bandura dây lá nha, toàn ten 7 món.
chiếc guốc này nè, chiếc guốc nè, giỏ sách nè, nhìn thấy cưng chưa? Này lắc này là 3,5 triệu nha quý khách. Chị lựa thêm một đôi bông chiếc dép nữa nè. Đó. Bông chiếc dép là 5,1 phân. Bộ của chị Hồng nhẹ nhàng nè, thấy cân không? Em đeo cho chị Hồng nha. Em sát luôn. Đó, toàn ten phải gơi gơi gơi, nhìn thấy cân. Đeo bông tai chị ha. Em quay gần cảnh cái kiểu lắc cho khách coi. Em bự mình. Rồi chị quay xéo giùm em cho em coi cái mẫu chiếc bông ha. Đó. Nè, đôi dép nhìn thấy cưng không? Đây, bộ này là của chị Hồng, còn cái bộ của chị Trang. Chị Trang ơi, cho em mượn tay nghe dòng của chị nha. Đây, chị Trang lựa một dòng bộ eo vì ổ khóa. Một hàng tắm nè, đá này là hồ ba gớt nha, đeo sáng ánh lắm. Em mượn tay cho em nha. Đeo này thường ngày nhìn nhỏ nhắn thấy cưng nha. À, nhẫn này chị đeo nhẫn nào, thấy nhựa luôn ha. À, quá trời thấy cưng luôn nha quý khách. À, rồi tới bộ của chị Châu. Chị Châu ơi, em đeo cho chị nha. Bộ chị Châu nè, chị Châu lựa nguyên một bộ chanel đen huyền nha. Đây, một cái lắc chanel. Em đeo chị Châu luôn ha. Em mượn tay nè. Ba chị xinh lắm mà ngại. Vậy được không? Hay gọng gọng xíu. Vậy đi ha. Cái nhẫn đi bộ chanel luôn. Cái dây luôn nè, đeo dây luôn. Đó, viền mặt đeo ngắn ngắn gì nhìn thấy cân không? Thêm một đôi bông LV nữa. Mấy cái hộp tắm nhỏ này là em bảo hành cho chị hết nha. Theo lâu có gớt hộp có cũ gì ra em làm lại cho. Đó, thấy cần chưa? Tổng 3 bộ sản phẩm của ba chị đẹp là 55,3 triệu nha. À, em gửi chị hóa đơn nè, của chị Châu hóa đơn. Mẫu này là của chị Hồng với chị Trang. Em cảm ơn ba chị đẹp nhiều nha. Bộ này là gần 1,7 lượng. Chị còn lựa thêm hai cái nhẫn kim tiền móc máy nữa nè. Đây, hai nhẫn kim tiền móc máy đều luôn. Em đeo cho chị nha. Cái này đeo móc nha. Cái này đeo móc chỏ. Đeo móc chỏ. Kim tiền đeo móc chỏ nhìn cá tính. Mình đeo nó hợp với bộ xin em luôn. Tổng bộ sản phẩm của chị là 62 triệu nha. Em để chị hãy nói đơn. Cảm ơn chị. Dòng này dòng của chị hả? Em chào quý khách nha. Tối hôm nay em có chị Hồng ở Bình Chánh qua sắm nữ trang nè. Đây, chị lựa hai cái dây, hai đôi bông với một cái nhẫn. Chị lựa cho chị một dây LV tắm nè, toàn ten bi ba màu. Đây, thấy cưng không quý khách, bi ba màu nè, nhìn trẻ trung nè. Mẫu này mẫu thương hiệu luôn. Cái dây này là 3,8 nha. Chị còn lựa thêm hai đôi bông nè, một đôi bông YSL tắm, một đôi bông toàn ten. Đây là bộ nữ trang của chị nha. Nhẹ nhàng mà nhìn thanh mảnh ha.
Đó. Chị còn lựa thêm cho anh chồng nè, một dây Hồng Kông cúc đồng tiền. Đây, dây này là 9 chỉ 6 nha. Thêm một cái nhẫn giả xoàn xi hai màu. Màu chủ này là xoàn nhân tạo nha quý khách. Đeo sáng bền lắm. Đó, bộ này là của anh. Tổng bộ nữ trang này của chị là một lượng 77 phân nha. Em đeo cho chị Hồng nha. Xinh gái vậy mà giấu không cho em quay, cho em xin quay mẫu nghe. Đó, thấy cưng không? Cái bông đồng đen đeo chị luôn nha. Vâng, em mời chị qua bên này chị yêu. Đây, nhận lên. Quay xéo xéo rồi đi. Đó, một bộ nhẹ nhàng, thấy cưng chưa? Tổng bộ này của chị là 65 triệu ha. Mấy này em để hộp cho chị nha. Của anh để vô đây nha chị. Em gửi chị Hồng hóa đơn. Em cảm ơn chị đã đi đằng sau qua ủng hộ tiệm nha. Cảm